bổ sung hơn 3.200 tỷ đồng mua 20 triệu liều vaccine Sinopharm từ Trung Quốc. Thu hồi 22 tấn gạo hỗ trợ cư dân Vinhomes Central Park. Người lao động nghèo kêu cứu sau hơn 4 tháng giãn cách chống dịch. Đắc Nông, vì sao mâu thuẫn giữa người dân với dự án điện gió căng như dây đàn? Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin trong nước sáng ngày 1 tháng 10 của DKN TV. Lời đầu tiên, Nguyễn Tươi xin kính chúc quý vị khán giả có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, tại văn bản mới được ban hành liên quan đến việc bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận vaccine COVID-19 của Verocell, Thủ tướng quyết định bổ sung hơn 3.200 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm từ Trung Quốc. Theo đó, sử dụng 1.237 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế còn lại năm 2020 của Bộ Y tế để mua vaccine COVID-19 và quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2021. Sử dụng hơn 1.900 tỷ đồng từ Quỹ Vaccine COVID-19 Việt Nam. Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất quỹ theo quy định. Bộ Tài chính, Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Trước đó, nghị quyết của chính phủ ban hành vào ngày 21 tháng 9 cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua 20 triệu liều vaccine COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Các điều kiện được áp dụng là chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine, chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng, chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh phán quyết. Thưa quý vị, vào chiều 30 tháng 9, một lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quận này đã yêu cầu phường 22 thu hồi số gạo phát cho cư dân Vinhomes Central Park trước đó. Đây là số gạo từ chính phủ hỗ trợ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Sau khi tiến hành thu hồi gạo, quận chỉ đạo phường giao trung cư giả soát lên danh sách những ai thực sự khó khăn để đề xuất lên Ủy ban nhân dân phường 22 chứ không phát đại trà. Trung cư Vinhome Central Park cũng có người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cần giúp đỡ. Do vậy, phải giả soát lại danh sách để cấp phát gạo đúng đối tượng. Người này nói, theo lời của vị lãnh đạo quận Bình Thạnh, có thể do phường 22 muốn hỗ trợ những cư dân khó khăn một cách nhanh chóng nhưng cách làm chưa phù hợp, dẫn đến số gạo cứu trợ không đến đúng người nhận và tạo ra dư luận không tốt. Quận đã yêu cầu phường giải trình về vụ việc này. Đại diện trung tâm an sinh phường 22 xác nhận số gạo phát ra khoảng 22 tấn và đơn vị đang tiến hành thu hồi. Tuy nhiên người này không trả lời thêm thông tin về lý do phát gạo. Một ngày trước, Ban quản trị một số tòa nhà thuộc trung cư Vinhome Central Park đã thông báo tới người dân đăng ký để nhận gạo hỗ trợ. Mỗi tòa nhà sẽ được nhận khoảng 1 tấn gạo và trao đến mỗi gia đình là 15 kg. Nhiều người dân không muốn nhận gạo mà muốn nhường cho người khó khăn hơn. Một số cư dân đã nhận được gạo thì lại bị thu hồi trong chiều qua. Chị HN, cư dân của trung cư chia sẻ, việc phát gạo cho tất cả cư dân là không cần thiết, mà thay vào đó nên ưu tiên cho những hoàn cảnh khó khăn. Đại diện ban quản trị một tòa nhà trong Vinhome Central Park thông tin, nơi này đã nhận được một tấn gạo từ phường. Mặc dù đã nhận gạo, ban quản lý tòa nhà vẫn chưa lên danh sách và vẫn chưa vội phân phát. Người lao động nghèo kêu cứu sau hơn 4 tháng giãn cách chống dịch Sống bó buộc trong các khu nhà trọ chật hẹp ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, các lao động nghèo đã bị thất nghiệp, muốn trở về quê nhà cũng chẳng được, muốn tìm việc làm khác cũng chẳng có, muốn được hỗ trợ thì cũng không thấm vào đâu. Cuộc sống của họ sau hơn 4 tháng chấp hành biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19 dường như chưa có lối thoát. Dù chính quyền từng bước cho phép người dân đi lại kể từ ngày 1 tháng 10. Dân cư khu xóm Trọ với hơn 30 phòng trên đường Tân Hòa Đông ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên phải xếp hàng chờ các nhóm thiện nguyện đến phát thức ăn. Bà Châu Thị Nương, 42 tuổi, quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, và chồng là ông Lê Văn Dành, 43 tuổi, là những người trong số đó. Bà Nương nói với đài tiếng nói có trụ sở ở Hoa Kỳ. Ông xã làm phụ hồ, lương thấp, tiền phòng trọ 1,7 triệu đồng một tháng. Còn tôi làm công nhân ép nhựa trong xưởng quạt, Mỗi ngày làm 10 tiếng được 200.000 đồng. Tôi nghỉ làm 4 tháng rồi, cả khu trọ này ai cũng nợ tiền trọ, thiếu nợ 2 đến 3 tháng rồi. Hôm trước nhà nước cho được 1,5 triệu đồng, tôi trả cho chủ nhà trọ liền, không dám xài. Nhà nước cũng có cho được 15 kg gạo. Bà nương cho biết, gia đình bà muốn về Bạc Liêu để tránh dịch, nhưng chính quyền ở đó không tiếp nhận người ở ngoài tỉnh vào và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng không cho phép rời đi. Vừa qua khi chính quyền làm xét nghiệm khu nhà trọ này đã cho kết quả 14 người dương tính với Covid-19 và yêu cầu phải tự cách ly. Bà Hương cho biết thêm. Còn ông Võ Văn Đậm, 44 tuổi, vợ là bà Nguyễn Quỳnh Giao, 37 tuổi, cùng quê ở mỏ Cày, Bến Tre, đang thuê phòng trọ tại ấp Rừng Xến, Xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi giáp danh với thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Ông Đậm chia sẻ: "Tôi nghỉ làm đến nay đã 5 tháng rồi, chủ nhà trọ giảm được phân nửa tiền trọ nhưng vẫn phải đóng 700.000 đồng một tháng. Ăn uống, vật chất các thứ rất khó khăn. Tôi làm đóng gói khung sườn xe đạp, nhưng khi thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa thì ở đây cũng đóng cửa luôn." vì hàng này tiêu thụ ở thành phố. Vợ tôi làm cho xưởng sản xuất ống hút cũng bị đóng cửa y vậy. Vợ tôi sắp sinh con nhưng cũng không có bảo hiểm của công ty. Mới đây vợ tôi đi siêu âm mà phải test COVID-19 mới cho siêu âm. Hai vợ chồng đi làm test mất hết 600.000 đồng. Đã nghèo mà còn bị mất tiền. Vợ sắp sanh nhưng không ăn uống đầy đủ được như người ta. Ông Đậm cho biết, chính quyền địa phương nơi ông ở trọ có phát gạo cho các gia đình có thu nhập thấp như vợ chồng của ông. Nhưng nói rằng hỗ trợ chỉ một lần và chẳng thấm vào đâu. Kính thưa quý vị, từ giữa tháng 9, liên tục xảy ra sâu sát giữa cư dân của tỉnh Đắk Nông và những người của dự án điện gió. Mới đây vào tối 28 tháng 9, đã có một số người phải nhập viện điều trị vì mâu thuẫn đã được giải quyết bằng bạo lực. Yêu cầu đền bù thỏa đáng theo người dân địa phương, vào hôm 19 tháng 9, ông Dương Văn Trương đã dựng 4 cây tre cao khoảng 10 mét quanh nhà và hàng quán của gia đình ở bản Đắc Thốt, xã Thuận Hà, huyện Đắc Song. Các cây tre đều dựng trong phần đất của ông Trương, nhưng khi xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Đắc Nơ Rung chạy đến thì đều bị vướng vào, không thể qua được. Theo ông Trương, đồng bào giao có phong tục là không để vật gì đi qua nhà có bàn thờ tổ tiên. Thế nhưng, đơn vị vận chuyển cánh quạt điện gió lại đưa cánh quạt qua nhà, gây nguy hiểm và phạm vào điều kiêng kỵ. Ông Trương dựng che lên để các thiết bị điện gió không đi qua nóc nhà, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dự án điện gió hỗ trợ 200 triệu đồng nếu hạ xuống. Do chưa thống nhất được đền bù, nên giữa gia đình và chủ đầu tư luôn ở trong trạng thái căng thẳng, phải nhờ đến chính quyền địa phương giải quyết. Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Nhung ở thôn Thuận Bắc, xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song. Cũng có một phần diện tích đất nằm hai bên đường dẫn vào chủ điện gió số 48 và 49 thuộc dự án điện gió Đắc Nơ Rung 123. Con đường có độ dốc lớn nên nước mưa từ trên cao đổ dồn vào phần đất này khiến đất bị ngập. Chị Nhung đề nghị được hỗ trợ nhưng cả hai bên cũng chưa thống nhất được mức tiền đền bù. Gia đình chúng tôi đã kiểm kê tài sản trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng chỉ đề nghị hỗ trợ 500 triệu đồng. Tối 28 tháng 9, tôi cùng với một số hộ dân khác đã chặn đường, không cho xe chở thiết bị điện gió vào để chờ đền bù. Trong quá trình ngăn cản, nhiều người của dự án điện gió đã tấn công chúng tôi. Chị Nhung kể lại. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hà và xã Thuận Hạnh của huyện Đắc Song, thời gian gần đây liên tục xảy ra xô sát giữa người của dự án điện gió với cư dân địa phương sống gần dự án. Người dân đã dùng vật cản chặn đường vận chuyển thiết bị, trong khi đó, một số đối tượng khác lại tấn công hành hung người dân. Bà Đoàn Thị Tốt, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Hạnh cho hay, nguyên nhân của việc ngăn cản chủ yếu là đòi bồi thường, hỗ trợ. Người dân trên địa bàn xã yêu cầu được bồi thường thỏa đáng, bà Tốt nói. Chủ đầu tư áp lực tiến độ. Vào chiều 20 tháng 9, ông Lê Trọng Yên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã trực tiếp đến làm việc tại một số điểm nóng mâu thuẫn giữa người dân và dự án điện gió, trong đó có gia đình của ông Trương. Sau khi được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vận động, ông Trương đã đồng ý tháo dỡ các cây tre và chỉ yêu cầu một số tiền để làm lễ cung bái theo phong tục. Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vào ngày 23 tháng 9, ông Nguyễn Vũ Tuấn, đại diện chủ đầu tư dự án điện gió Đắk Nông 123 cho biết Dự án có tổng cộng 81 trụ tua bin điện gió. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 33 trụ tua bin đã thi công. Các trụ còn lại phải tạm dừng vì chưa giải quyết xong thỏa thuận với người dân. Ông Tuấn thừa nhận doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ nên đã chủ động thỏa thuận với người dân để nhận quyền sử dụng đất. Do việc thỏa thuận gấp rút nên giá đền bù giữa các hộ cũng có sự tranh lệch. Một số người dân biết được việc này nên đã đòi quyền lợi. Chúng tôi không nghĩ đến việc người dân sẽ có nhiều cách để ngăn cản vận chuyển, thi công như vậy. Ông Tuấn cho hay. Trước việc một số hộ dân sống gần dự án điện gió bị tấn công, gây mất an ninh trật tự, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành chỉ đạo Công an huyện Đắk Song khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong vụ việc này. Hiện cơ quan công an đã triệu tập một số người do liên quan đến các vụ hành hung này. Thưa quý vị, Bản tin trong nước sáng ngày 1 tháng 10 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.